Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà. Số nhà là 70/3 Bế Văn Đàn, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Căn nhà này thiết kế là một trệt 3 tầng. Đó. Thì căn nhà này diện tích bề ngang 4,5 nhân 18,5 thì 83,3 m. Thì thực tế là 113 m. Tổng diện tích sử dụng của căn nhà này một trệt 3 tầng thì 184 m. Pháp lý là thổ cư đã hoàn công. Lộ giới trước nhà là lộ 5 m. Và căn nhà này có sân đậu xe ô tô trong nhà được luôn nha. Thì phòng khách rất rộng, là sân ô tô đậu trong nhà được luôn. Thì đây là phía trước của căn nhà, cách đường Nguyễn Văn Cừ đâu đó tầm khoảng chừng 200 m là tới đường Nguyễn Văn Cừ, tới chợ An Hòa thì khoảng 500-600 m, chợ Trần Việt Châu đồ luôn ha, bến Ninh Kiều khoảng chừng 1.5 km là một cây gửi số. Thì nhà mình có lối thoát hiểm bên hông 1.5 m luôn. Đây là phía trước căn nhà, thì để quay phía trước ngoài toàn cảnh căn nhà cho quý cô chú anh chị em mình xem, rồi sẽ vô trong nhà quay trong căn nhà. Thì đây sân ở phía trước ha, cửa gào ở phía trước là cửa bốn cánh xe ô tô có thể đậu trong sân được. Sân phía trước đậu xe rất là rộng rãi. Đây sẽ là con đường đi ra đường Nguyễn Văn Cừ, xe ô tô đậu rồi thoải mái luôn. Đó, đậu một chiếc qua mặt bình thường. Còn đây là phía ngoài của căn nhà. Đó, phía ngoài căn nhà là một trệt 3 tầng chứ không phải là 3 lầu nha. Đó, nó 3 tầng thì nó dạng lửng không à, thiết kế kiểu xưa. Đó, đường này đi vô thì nó khoảng chừng 20 m nữa là bắt đầu đường nó nhỏ lại nha. Đường còn 2 m đi thông qua các ngõ hẻm khác. Vòng vòng đây nhà cửa thì rất là đông đúc. Khu vực này nhà cửa kích dịch hết trơn. Đây thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ha. Quay vòng vòng cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Con đường thì 5 m, đường rất là rộng rãi. Số nhà 70/3 sẹt 3 ha. Thì Bế Văn Đàn, phường An Hòa. Rồi, mời quý cô chú anh chị em mình vô trong căn nhà, tham quan trong căn nhà. Thì căn nhà này thiết kế chỉ là 4 phòng ngủ, 3 toilet. Thì giá của căn nhà này là chủ đưa ra là giá 3.980.000.000 là sở hữu căn nhà này. Thì một diện tích là bề ngang 4.5 m nhân 18.5 m, 83 m. Diện tích thực tế của miếng đất thì 113 m. Tổng diện tích sử dụng là một trệt 3 tầng là 184 m. Giá chủ đưa ra là 3.980.000.000. Rồi, mời quý cô chú anh chị em vô trong tham quan trong căn nhà. Thì căn nhà này thiết kế cũng rất là độc lạ luôn. Cũng như không biết nói làm sao. Thì dán gạch màu gỗ lên 1.2 m. Dưới dạ cầu thang thì có làm cái hòn 5 bộ luôn. Đó, có hình cá đồ luôn ha. Rồi cầu thang thì gỗ căm xe. Đó. Ở ngay bức cầu thang lên thì có bức tranh đá. Thì hết phòng khách tới cầu thang và tới không gian bếp, kệ bếp thì âm tường gỗ bằng bên, có cửa sổ ngay bếp luôn nha. Thì ở tầng trệt này sẽ có một cái phòng ngủ ở tầng trệt. Thì này nếu mà gia đình mình mua có người lớn tuổi ở tầng trệt thì cũng rất là rộng rãi thoải mái. Đây, căn phòng trệt có cửa sổ bên hông. Và phòng thì chưa có máy lạnh gì hết ha. Cái này về gắn máy lạnh sao? Đó, có cửa sổ bên hông, dán gạch lên 1.2 m. Cửa phòng là cửa gỗ. Ở phía sau thì có một cái nhà vệ sinh ở phía sau và một sân phơi đồ ở phía sau. Nhà vệ sinh thì cũng rất là rộng rãi, dán gạch từ dưới lên trên. Cửa thì cửa nhôm. Đây là phía sau để phơi đồ ha. Phơi đồ hay là
sân sau này muốn sử dụng như thế nào, phơi đồ rồi đầy đủ ở đây được ha. Đó. Rồi mời quý cô chú anh chị em mình lên trên lầu tham quan trên lầu, mấy phòng ngủ trên lầu ha. Thì quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu căn nhà này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, sẽ trực tiếp dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi nhà, khi vừa ý thì trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng ha. Giá cả thì giá chủ đưa ra chỉ là 3,980 tỷ sở hữu ngay. Đây có bức tranh, có chữ đồ luôn ha, dữ dằn không. Đó, bà mẹ ôm đứa con đang cho bú luôn. Đây cầu thang lên bằng gỗ luôn nha. Thì lên tầng 1 này thì có một chỗ, đây là không gian sinh hoạt chung rất là rộng rãi luôn ha. Đó, rộng rãi thoải mái luôn. Đây trên tầng 1 ha, có một phòng ngủ và có một toilet ở trong phòng ngủ luôn. Ồ, wow, có trang thiết bị bồn tắm luôn, nhảy vô trong tắm luôn ha. Nhà đồ trong nhà vệ sinh thì đồ cũng là cao cấp, cửa thì cửa gỗ. Căn phòng này cũng rất là rộng rãi thoải mái, cũng có màn che đồ, cửa sổ bên hông, cửa sổ phía sau đồ lén sáng ngoài thoải mái luôn, sáng rực căn phòng luôn. Đó, đi đường ống lạnh sẵn và điện sẵn, chưa có gắn với lạnh ha. Căn nhà này nói chung là căn nhà đã qua sử dụng, mới đòi co lại, mới 99%, mới như nhà mới luôn nha. Đó. Đây cầu thang bằng gỗ không, gỗ từ dưới lên trên luôn, không có chắn đá, thì căn nhà này cũng qua sử dụng một thời gian. Trên tầng 2 thì một phòng ngủ cũng rất là rộng rãi thoải mái, cao ráo thoáng mát luôn, có rèm che phía trước và có ban công ở phía trước luôn ha. Đó. Có màn che cửa, cửa thì cửa hai cánh rất lớn, khoảng một mét từ đó. Phòng này thì rất là cao ráo rộng rãi thoải mái luôn. Đây là trên trên lầu tầng 2. Đó, cầu thang thì gỗ không nha, gỗ cao cấp luôn, ốp gỗ, gỗ thiệt chứ không phải là gạch giả gỗ nha, gỗ thiệt. Rồi trên tầng 2, tầng 3 này thì có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đó, phòng 3 này, tầng 3 này phòng ngủ cũng rất là rộng rãi, nói chung phòng nào thì cũng rộng hết. Diện tích bề ngang của căn phòng khoảng 3,5 m, chiều qua 3 m, chiều qua 3,5 m nha. Đó, rộng rãi thoải mái luôn. Đây là ở trên trần cũng đầy hoa văn, đèn đuốc rất là nhiều luôn không, trang trí đèn rất là nhiều, nhưng có cái là bữa nay bị cúp điện thành ra không có mở đèn. Ngay chỗ tầng 3 thì cũng có cửa sổ đó, lấy gió đồ vô. Trong phòng ngủ thì phòng nào cũng có cửa sổ hết, một cửa sổ hoặc hai cửa sổ. Wow, trên lầu này là cũng có bồn tắm trong phòng tắm luôn ha. Đó, rất là sang trọng không. Yeah, labo cầu bàn rửa tay gì cũng là xài đồ cao cấp hết, cửa thì cửa nhôm. Đấy, phòng này cũng giống như cái phòng dưới vậy đó với cô chú anh chị. Thì diện tích căn nhà này, nhắc lại với diện tích căn nhà này, diện tích là bề ngang 4,5 m, dài 18 là 0.5 bằng 83 m, trên giấy pháp lý là thổ cư, thực tế trên thực tế miếng đất là tới 113 m. Tổng diện tích sử dụng một trệt 3 tầng thì là 184 m, pháp lý là sổ hồng hoàn công. Nhà đã hoàn công rồi. Thì giá chủ đưa ra là 3,980 tỷ sở hữu ngay. Một căn nhà 4 phòng ngủ và 3 toilet, và có một phòng phía trước. Dạng như tùy theo gia đình mình mua về sử dụng là phòng thờ ha, phòng ngủ gì cũng được chân ha. Tùy theo gia đình sử dụng. Sàn thì sàn lót gỗ nha, sàn thì lót gạch, lót gỗ,
Rồi, quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu căn nhà này thì điện số 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Khi dự ý mình trực tiếp gặp chỗ mình thương lượng mua bán. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin kết thúc video.